không chừng cái này mới thuộc về ST nè, trời ơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về cô ta nhé. Mời người đàn ông mạnh mẽ nhất, BB Trần. Em muốn hỏi bạn này là cái dòng nhạc của bạn theo đuổi là dòng nhạc gì? Có phải là nhạc đen không? Hay là hip hop hay là nhạc buồn? Dòng nhạc em theo đuổi là không phải là cái dòng nhạc này. Vậy dòng nhạc của bạn theo đuổi là dòng nhạc gì á? Em đang theo đuổi dòng nhạc Bolero. Kỳ vậy? Lạ vậy? Trời ơi trời. Tưởng tượng mà nhạc Bolero mà nhảy cái này vui lắm ha. Em đi trên cỏ non. Chết lên, thiệt luôn. Nón vàng mời em. SC không hỏi, SC chỉ muốn khen bạn. Tại vì là thật ra là hát Bolero mà nhảy vậy là rất là hay rồi. Vậy thôi à. Ủa bây giờ nãy giờ MC hỏi là có ai muốn hỏi không thôi, chứ đâu có ai hỏi về cái cảm xúc và cảm nghĩ về bạn này như thế nào đâu. Trời ơi. Vậy thì bây giờ mình chuyển hóa thành câu hỏi thôi. Em chưa được quyền, tại giờ bạn trước em rồi. Mời Hồ Hiếu. Tại vì mình thấy hát Bolero tướng rất là mềm mại, nhưng mà bạn này nhìn thể thao. Không biết là hồi xưa bạn có đi tập vũ đoàn không? Hồi xưa thì em có nằm trong một cái đội gọi là cũng đi thi các cái nhóm nhạc. Ủa bạn học nhảy lâu chưa? Học thì lâu lắm rồi, từ thời cấp 3, bây giờ bỏ cũng được 6-7 năm rồi. Bạn người miền nào hơn? Người miền Trung. Em người miền Trung. Đó, nhưng mà ở đâu em? Em nói luôn em ở Tây Nguyên nữa, rất là đúng luôn á. Em là con gái Huế. Bây giờ anh Đức đã sở hữu được giọng ca bí ẩn đầu tiên. Bạn được quyền một là chuyển nhượng lại giọng ca đó về cho chương trình nếu bạn cảm thấy không an toàn. Hai, bạn sẽ sang nhượng lại cho bất cứ thành viên nào muốn chọn bạn số 1 về đội của mình. Anh Đức có muốn chuyển nhượng về cho chương trình hay là sang cho bạn nào hay không? 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Bây giờ nói lời là phải giữ lấy lời. Ngay từ đầu anh Đức đã muốn bạn Diễm về với đội của anh Đức rồi. Thì bây giờ tất cả các bạn về sau ra, anh Đức cũng chỉ có thể là đưa thêm ý kiến cho những người còn lại chọn thôi. Còn mà nếu như vậy á, thì những vòng sau có nhiều người hát hay hơn thì anh sẽ thua, anh có chấp nhận không? Tới lúc đó anh suy nghĩ lại. Lúc đó anh suy nghĩ lại. Cái gì mà lật lỏng vậy? Em thần tượng lắm ơi. Cho tới bây giờ anh, lòng anh vẫn thuộc về em. Bây giờ ai muốn đưa ra mức cược cao hơn so với mức cược của Đức khi mang bạn về thì người đó hãy thương lượng với anh Đức. Đây. Bạn đưa ra mức điểm là bao nhiêu? 6.000, anh lời 1.000 được rồi. Hồ Văn Hiếu đưa ra mức là 6.000. Mời suy nghĩ. Bây giờ về nè, nếu anh muốn cược bạn Diễm với em cũng được thôi, nhưng mà đợi thêm hai người nữa đi rồi cược cũng vậy à. 7.000. Cái gì? 7.000 điểm. Ê, Đức ơi, suy nghĩ cho kỹ. 7.000 là cao nha. Rất cao đó anh. Có lời nha anh, có lời nha. Em sẽ đi với anh tới cuối cùng, tới cuối cùng luôn. Hay quá Đức ơi. Anh Đức trời ơi, lì quá à. Mr. Man. Đấy, hãy là một người đàn ông như vậy đi. Đó là câu chuyện của vòng 1. Bây giờ trở lại với dòng ca bí ẩn số 2. Đây là lúc các bạn còn lại đưa ra điểm đặt cược của mình. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Chuẩn bị, ST mà nó bấm không kịp nữa, tôi gõ cho nát. Không bấm kịp luôn á, trời ơi, nhanh quá trời luôn, tay em bị gì á. 2 3 Xoay. BB 1.000, Tuấn Trần 500, Hồ Quang Hiếu 3.000 và ST 4.000. Như vậy có nghĩa là cô gái này thuộc về đội của ST. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta hãy xem giọng hát của cô ta
là như thế nào? Mời em. Ca khúc Ai Nhớ Chăng Ai. Trời ơi, tôi thích cái bài này lắm. Eo ơi, khi mà cô ấy cất tiếng cái là bây giờ trước mắt là chồng của tôi chết trước nè. Thiệt á. Bây giờ trước tiên, Harry muốn hỏi các người chơi bây giờ cảm nghĩ về bạn ấy như thế nào? Bắt đầu bằng SD, tôi thấy SD đứng dậy luôn. SD đang vui lắm. Trời ơi, em nổ hết da gà luôn á. Và khi mà bạn này cất cái tiếng hát lên, mình cảm giác là mình sung sướng vô cùng, bởi vì cái sự lựa chọn của mình quá đúng đắn. Anh Hồ Quang Hiếu, anh nghĩ gì? Thì thấy hát hay thôi chứ nói chung là nghĩ đúng là không cảm xúc ha, không cảm xúc ha. Có chứ. Nghe cái là thấy buồn rười rượi đúng không? Cảm giác là nó rất là có hồn. Cái bài này đó người ta hát cho Hồ Quang Hiếu đó là đúng. Ai nhớ chăng ai? Không biết là Hồ Quang Hiếu có nhớ chăng ai không? Không nhớ. Không nhớ luôn á. Tôi điện thoại nữa. Alo. Alo, em à. Nhớ anh không? Nhớ à. Đức thấy sao? Phải nói là cái dòng nhạc Bolero khi mà cất lên cái là biết bao nhiêu con tim rụng rời. Anh Đức cũng rất là thích dòng nhạc Bolero và bài này bạn hát rất hay. Anh Đức bị sao xuyến bởi giọng hát của bạn. Ôi, trời ơi, ánh mắt hình viên đạn. Bạn Diễm đang buồn đó anh. Người ta chỉ muốn nói bằng ánh mắt thôi là... Để coi, sao? Để sao? Coi. Sao? Muốn dây. Muốn gì? Anh nói đi. Chỉ là khen giọng hát của bạn Linh. Anh thấy bạn Linh hát dòng nhạc Bolero này tình cảm hay. Nhưng mà cái dòng nhạc sang á, anh cũng thích nữa. Mời nhìn anh. Rồi, trai đẹp, mời em. À, thật sự thì em rất là bất ngờ với lại giọng hát của bạn.
bởi vì bạn ra bạn nhảy rất là sung. Nhưng mà mình không ngờ là bạn cất giọng lên, chất giọng của bạn rất là ngọt ngào. Nói chung là mình cảm thấy rất là thích. Ủa hồi nãy Tuấn Trần đưa ra bao nhiêu điểm? À, mình đưa ra 500 điểm. Trời đất ơi, thấp nhất. Có nên tự cầm ba cái vòng cổ mình đang đeo, siết cần cổ mình lại không? Bây giờ nè, con người đàn ông Thành Đạt nói chuyện nè, BB, em thấy sao? Thật ra, ban đầu cái lúc mà giao lưu cùng bạn á, thì em đã đoán được cái giọng hát bạn này rất là ngọt. Và khi mà bạn ra bạn hát cái bài đó xong thì trời, cái cảm xúc mà kiểu mà bạn đẩy cảm xúc mình lên, nghe nó rất là đã. Và khi mà bạn bước ra đây mặc chiếc áo dài và tóc dài nữa, em rất là thích. Tại em rất là thích hình ảnh mà phụ nữ Việt Nam mặc áo dài và tóc dài thế này. Em bị cuốn hút với bạn khi mà bạn trình diễn. Và trong đầu em cứ chạy một câu hỏi hoài. Câu hỏi gì? Là bạn mua cái chiếc áo dài này ở đâu? Mua cái chiếc áo dài này ở đâu? Ở đâu? Đấy, xin mời. Em muốn mua chồng. Bây giờ làm sao? Bây giờ cứ vô chương trình là me đầm me áo dài người ta mua phải không? BB, ở đây không phải là áo dài bí ẩn. Nó làm cái chương trình chúng tôi là cái khu hàng sale nó ra nó lựa đồ.